Xin chào các bạn nha. Hôm nay chúng ta cùng xem những chiếc xà lan chở đầy cát và vượt cống 10 cửa các bạn. Hôm nay trời nắng rất là đẹp nha. Và nước nó vừa dịu xuống nha các bạn. Bây giờ các cái chiếc xà lan tranh thủ vượt cống 10 cửa các bạn. Hai ba chiếc đi lên cùng lúc luôn các bạn ơi. Đây là một chiếc xà lan quá khẩm các bạn. Rồi chiếc này chạy còn dữ nữa nè. Chạy gì thế? Đây là tới đoạn gây cấn rồi nha. Quá sức chạy. Qua đây nước đẩy xà lan thở lên ga rất là lớn các bạn. Cuồn cuộn luôn không? Chiếc qua cùng lúc luôn các bạn ơi, trời ơi nước à sập sình luôn, chạy nhìn thấy quá hồi hộp các bạn. Lên có đen lắm rồi. Quá rồi. Trời ơi, nhìn chiếc này giống như là nguyên cái nhà nằm dưới nước cái trời. Quá trời. Đây là mấy chiếc xà lan nó đi xuôi dòng nước các bạn. Chiếc ghe gỗ nha. Cũng là một chiếc ghe gỗ bơm cát các bạn. Đi ghe gỗ tải nhỏ hơn, ít tiền hơn. Nhưng mà được cái là đánh vô các cái sông nhỏ dễ như các bạn. Luồn lách vô mấy kênh rạch. Đây là một chiếc ghe dừa nè. Chở dừa khô.
chợ vỏ dừa.